Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe Đạp Nhật Cần Thơ. Hôm nay mình quay video giới thiệu con xe Touring thương hiệu Merida. Con xe này thì cấu hình như sau. Sườn nhôm, càng trước carbon. Xe còn nguyên bản, tất tần tật, không có lai tạp cái gì. Ở con xe này thì size 46. Ống ngang là 53 tâm tới tâm. Đó, tức là nó tương đương size S á. Thì xe là 3 đĩa 9 lít. Con xe này cực xịn luôn, rất nhẹ. Các bạn hình dung đi, một con xe nhôm mà có 11 kg thôi. Nhẹ tênh luôn á. Thì mình sẽ quay chi tiết tường tận từng bộ phận, quay tới đâu mình xin phép được giới thiệu tới đó. Đây ạ, con xe này cực chất luôn. Nó chất ở cái độ zin nguyên bản, không có lai tạp bất cứ cái gì. Đây, kể cả từ bao tay. Bao tay nhìn có vẻ hơi dơ dơ chút, nhưng mà bao tay zin của nó. Đây, bao tay này. Đây, bộ đè nhé. Bộ đè cực đẹp luôn. Đây, mình sẽ quay chậm cận cảnh để các bạn xem. Long lanh luôn. Đấy, Group Shimano Alivio đồng bộ. Đây ạ, các bạn thấy cái bộ tay đè chất không ạ? Đây nhá, Merida nhá. Đầu bộ đầu nhôm, ghi đông bắp chuối to. Đây, logo đây. Hàm thắng nhá. Hàm thắng trước sau đều Shimano hết. Hàm thắng này này. Nói chung con xe này là toàn đồ Shimano không? Đây, vành đây à, xịn xò luôn à, vành cắm đôi nhá. Vành trước sau đều cắm đôi, càng carbon đây ạ. Mình bắt nét cho các bạn xem. Đây các bạn xem này, nó có những cái hoa văn rất đẹp. Cặp cặp càng là hơi bị đẹp đấy, cực đẹp luôn. Ở cái thế nó chĩa về phía trước, thiết kế khi đồng học rất đẹp, rất hay. Đây, sườn là giống như ray tàu nhá. Đây này, các bạn nhìn thấy giống như, riêng cái sườn trên này thiết kế này kiểu ray tàu này. Đó, nó tăng cái độ cứng của sườn, mà sườn thì rất nhẹ. Đây, nước sơn zin của nó đây, mình sẽ bắt nét cho các bạn xem. Sơn zin toàn bộ, đồ zin toàn tập luôn, không có lai tạp bất cứ cái thứ gì. Đây, size 46 nhé. Đây, size 46. Ống ngang của nó là 53, tương đương size S. Anh em nào là chạy size S vừa thì đây, từ cọc yên, yên zin luôn. Mình sẽ quay tới đâu mình giới thiệu tới đó. Đây nhá, đồng bộ Alivio này. Đó. Đây, để mình room cái đĩa này lại cho mọi người xem. Đây, đó, răng cỏ đây này, còn rất ngon, cực chất ạ. Tự tin nói rằng con này còn nguyên bản 100%, nó không có. Đây, Alivio đây. Đấy, cái cùi của nó còn mới như thế này. Clip đây. Đó, cái chắn líp còn trong veo luôn này, như nước luôn này. Đó, đây các bạn nhìn cái chắn líp này, trong vắt như nước luôn. Líp Shimano líp 9 nha. Đây, cặp vỏ còn nguyên cặp vỏ Merida luôn, trước sau đều là vỏ Merida còn nguyên của nó. Đây ạ, yên Merida đây ạ. Đây, đó. Ok, đó Merida này. Đây yên này. Phía bên này nó có cái chữ này. Đây, Merida. Đó. Đùm đây.
Đúng đây ạ. Đó. Cực kỳ xịn xò. Xe này bánh sau nhá, bánh sau nó có cái tích hợp để cho các bạn lên thắng đĩa nhá. Đây. Cái tôi chỉ là cái này, đây này, nó có hai cái mấu chờ sẵn để lên thắng đĩa được, độ thắng đĩa được. Còn hiện tại con xe này là nguyên bản. Ok. Thì bây giờ mình sẽ cấu hình đến như vậy rồi, con xe này yên tâm đi. Con xe này là mình sẽ test cái chuyển động đĩa lip. Lip của nó là lip 9 cho nên mình sẽ test chuyển động cho các bạn xem. Mình test xong chuyển động mình... đây ạ. Cực nhạy. Bạn nào mà xài xài cái rút Shimano Alivio rồi thì biết. Đó. Cứ các mẹ nghe tách cái này lên, tách cái này lên. Đó, ok. Xuống này. Lên này. Xuống này. Cực nhạy. Mình lên rất nhanh để các bạn thấy được cái độ nhạy của nó này. Rồi ok, đó là lip. Đây, đĩa đây. Cái này mà chạy thì không có chê vào đâu được. Cấu hình ngon. Cấu hình 39 là thuộc dòng này là chất rồi. Rồi. Đĩa số 3 lên đĩa số 2 này. Lên rồi này, chỉ một nửa vòng quay này. Đó. Lên đĩa trên cùng này, đĩa số 1 này. Đây, đĩa số 1 đây. Số 2, số 3 trống về số 2 này. Mình sẽ quay nửa vòng là nó xuống lên. Số 3 này. Cực nhạy, đấy, các bạn nhìn thấy một rút này. Ok, thấy chết rồi. Đây, bây giờ là test chuyển động. Test chuyển động rồi, sorry, bây giờ là test độ bon trớn này. Các bạn xem cái đùm Shimano của con này nó như thế nào. Rồi đây. Đó, chấn của nó đó. Một con xe hàng bãi mà nó còn zin như thế này là rất hiếm nha các bạn. Đồng bộ luôn. Sườn nhôm, kiếm carbon. Xe cân bằng cân điện tử là nặng có 11 kg thôi. Thuật là rất nhẹ trong các dòng nhôm này. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình xin nhắc lại cấu hình con này. Là con này sườn nhôm, càng carbon, sơn zin, không giảm tút. Size ống đứng 46, ống ngang 53, tương đương size S. Con xe này là chạy group Alivio, 3 đĩa, 9 lip. Đó. Thì zin toàn bộ, thì các bạn coi video đấy. Tất tần tật của nó là nguyên bản, sản xuất ra làm sao thì nó y hệt như vậy đó. Nó ra nó còn nguyên như vậy đấy. Tất cả các đồ, nhất là bộ đề là cực đẹp luôn. Các bạn xem video này xong, nếu cần xem thêm hình ảnh chi tiết thì mời vào nhật ký Zalo số 0939086797. Các bạn xem xe này ưng ý thì gọi ngay 0939086797 để biết thêm thông tin chi tiết và để chốt đơn hàng. Còn bây giờ mình xin dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.